Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận bán kết cầu lông nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch cá nhân toàn quốc. Phía gần màn hình của chúng ta, vận động viên Vũ Thị Trang đến từ đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Phía xa màn hình là vận động viên Thúy đến từ đơn vị Bắc Giang. Mọi người theo dõi nhà Hùng Sang bên kia live stream trận đấu giữa Nguyễn Tiến Minh và Lê Đức Phát đây. Mọi người có thể xem lại tất cả trận đấu của giải đấu vô địch cá nhân toàn quốc tại kênh YouTube Sport Hùng Badminton.
Oh, what?
Thank you.
Trang và Phương Thúy đã được 1 tiếng 15 phút rồi mà vẫn chưa xong. Điểm số đang là 20-17 nghiêng về phía vận động viên Phương Thúy của Bắc Giang. Chiến thắng cho Phương Thúy Bắc Giang rất xứng đáng. Hai vận động viên 1 tiếng 15 phút trận đấu dài nhất giải đấu năm nay. Thì chúc mừng Phương Thúy vào trận chung kết.